Oh, lại là nó. Hello. Hi, where are you from? You from Ok, chào mừng các bạn đã đến với Cỏ Máu. Đây là một con game Việt Nam nữa hiếm hoi được ra mắt. Và có một điều nữa là game này nó lấy bối cảnh ở miền Tây. Và mình là người miền Tây, cho nên là nhất định phải chơi thử con game này rồi. Ok, các bạn hãy cùng mình chơi thử Cỏ Máu ha. Let's go. Hello. Ok. Ủa, sao nhìn kiểu... Ở ngoài menu thì nhìn kiểu làng quê mà ta. Ở trong trailer cũng kiểu làng quê mà sao mới vô... này giống như ở cái hẻm ở trong thành phố ấy vậy. Ship để chạy. Quê quê quê, có người có người. Gì ghê quá vậy, Ruby vậy. Bà này bà bán cái gì đây? À, bán cháo, bán cháo lòng mà, cháo lòng lề đường à. Ok. Xem xét đồ. Hai. Làm về trễ vậy con? Bay ăn gì? Đi làm về trễ vậy con? Dạ. Bay ăn gì? Gọi cho con tô cháo không hành nha. Tô cháo không hành. Vãi, tô cháo không hành. Vụ giết người ở Sài Gòn, người chồng ra đầu hú. Không sống được với nhau thì ly dị đi chứ sao phải giết vợ rồi lại đi tù trời. Không hiểu nổi luôn. Không hiểu nổi luôn. Wow. Lòng tiếng cũng ok quá ta. Bọn trẻ bây giờ bồng bột quá. Dạ. May mà nó ra đầu thú ở ngoại. Chứ xã hội giờ sao chấp nhận mấy cái thằng vậy. Này giống kiểu như là khách quen ấy. Sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả. Khách quen nó mới nói chuyện kiểu này. Ngoại đồ. Người ta kể nhau về cái chết oan của một cô gái. Cái chết oan. Wow. Má, sao lúc nói chuyện thì nhỏ mà sao lúc xét đánh thì lớn quá vậy? Các bạn ơi, cái tiếng nói chuyện thì nó hơi bị nhỏ, nhưng mà cái tiếng xét đánh, cái tiếng môi trường lớn quá vậy? Phải chi mình phát hiện ra bi kịch gia đình. Ủa là sao? Mình đang ăn cháo lề đường mà không hiểu sao giờ vô cái quang cảnh này đây. Khuya rồi về nhà thôi. Phải hấp nhang cho hai anh trụy nữa. Ok, có vẻ là mình... kiểu như cái bà đó, bà kể chuyện cho mình xong rồi mình vô gia cái nhân vật ở trong cái câu chuyện của bà đó luôn. Kiểu vậy. Nhà gì mà hoang sơ dữ. Lá thư. Minh, dạo này em khỏe không? Từ hồi đám cưới chị xong là em đi giết không có về đó nha. Có cô nào ở Sài Gòn rồi hả? Anh chị vẫn khỏe, anh Nam ảnh nhắc em hoài. Quá, cái cách nói chuyện này đúng miền Tây luôn các bạn. Anh Nam ảnh nhắc em hoài. Nói em là về là nhậu 7 ngày 7 đêm luôn á. Bụng chị nay bự lắm rồi, chắc sắp đẻ tới nơi. Em về sớm đi để cháu được gặp cậu ba nha. Nhà mình có hai chị em à. Về thăm anh chị đi hàng nhóc. Nhớ em, chị. Mình là cậu be các bạn à. Mình vô gia cậu be. Mình về thăm chị mình đang có bầu hay sao á. Rồi, tin tức thanh niên bi kịch gia đình. Xác một người đàn ông trong tư thế treo cổ được phát hiện vào lúc rạng sáng trong giường nhà. Được biết vợ người đàn ông này vừa mới qua đời vào tháng trước. Chi tiết vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Ra đây. Táp để mở kho đồ. Y hoặc là táp. Hồi nãy mình lấy được hai món là hai cái tư liệu này. Kiểu cảnh vườn đồ ha. Ở nông thôn các bạn à. Ý, có mấy bà gà nè. 1, 2, 3, 4, 5 bà gà. 5 chú gà là 5 chú gà giờ này còn hức nữa. Thường là mấy gà bữa tối nó ngủ mà sao mấy gà này giờ này sáng trưng vậy. Và sáng rồi hức nổi kêu ở o không. Chẳng những có mấy bà gà hức mà mấy bà bò, mấy bà trâu này cũng hức nữa. Hello. What the? Tiếng gì vậy?
Sao tiếng game nó hơi bị lớn ấy. Cái lúc mới vô là mình thấy cái tiếng nhạc nền nó lớn rồi, mình đã chỉnh nhỏ lại rồi. Nhưng mà cảm giác nó vẫn còn rất là lớn. Ủa tôi nghe tiếng gì? Ôi, có ai đi theo đằng sau mình? Oh, hello. Hello, nàng kiều lỡ bước à? Ủa sao biến mất vậy? Nửa đêm nửa hôm mà có một cô gái đẫm máu đi theo chúng ta các bạn à. Một nàng kiều. Có một cái miếu. Mình có thể ngồi xuống không? No baby. Âm thanh gì vậy? Sói kêu cái ghê quá vậy. Sao thằng này nó không để tới sáng? Giờ cái thằng này nửa đêm nửa hôm nó đi đâu? À đâu rồi, ok. Đóng cổng luôn hả? Kiểu nhìn mấy cây chuối cây dừa cảm giác hân hụt quá ta. Cửa bị kẹt mất rồi. Giờ cửa bị kẹt thì kiếm cái gì nảy ra hoặc là kiếm chìa khóa. À đây có cái cửa sau này. Trời má có bùa trừ tà luôn. Trời ơi, cửa chính không mở được mà đi cửa sau đi mở được chứ. À có cái bếp nè các bạn. Sao tự nhiên thấy hân hụt dữ trời. Chỉ có mấy game Việt Nam nó mới làm mấy cái này thôi. Chuối đều nè. Mấy cái lu nước nè. Cái chỗ nấu ăn ngoài sau. Đã quá. Giống chuyện giống mấy cái phim cổ tích ngày xưa. Cổ tích Việt Nam ngày xưa ấy. Ồ có cái võng nữa ba. Có cái võng nữa nằm đã. 13 tháng 3 năm 1984. Nhìn cái lịch nè các bạn. Cái lịch này đúng kinh điển luôn. Nhà ai cũng có cái lịch này. Ồ cái nhà này giống cái nhà ở trong cái trailer nè. Này nhà ai đây? Sao mình tự ý mình đi vô không có ai hết rồi. Xem xét. Vẫn chưa xem xét được à. Má mình đã vô được bên trong rồi. Mà bây giờ mở từ ở trong ra mình nó vẫn bị kẹt hả? Áo gì? Có mấy cái cửa nhưng mà không mở được chứ. Ồ. À. Có một cái. Fuck. Cái con nhỏ ma hồi nãy đúng không? Mẹ làm hết hồn. À, đây là ảnh hờ nè. Chắc là phải lấy cái ảnh này gắn lên trên cái bàn hờ. Trời ơi, sao mà một cú chim ke đi vào lòng đất à. Cái bà chị đó hồi nãy gặp bà ở ngoài đường. Thì thôi bà hù ngay khúc nãy đi. Tự nhiên đi vô cái phòng này bà mới hù. Làm sao? Trời ơi, kiểu trong nhà này nè nè nè. Trong nhà nó mới có hơi để hù hay sao? Rồi. Để cái bức đó vô rồi sao? Hấp nhang à. Đầy đủ hết. Ủa sao ấy? Ủa sao tôi nghe tiếng hở giống như là con gái vậy ta? Mình là giàu da nam mà hồi nãy nghe tiếng hở giống gái vậy. Ảnh thật của chị đâu mất rồi. Ủa ui. Cái tấm. My god. Cái tấm hình hờ mình mới để lên mất tiêu. Cái tấm hình hờ đó đáng ra là nó giống cái hình mà ở trong cái tờ báo hồi nãy các bạn. Đây nè. Rõ ràng là trong cái tin tức thanh niên này. Cái hình. Cái bi kịch gia đình này là lấy cái hình này. Rồi hồi nãy tự nhiên cái hình hờ cũng. Cái hình hờ cái mặt chị mình cũng lấy cái hình này là sao trời. Hồi nãy mình vừa đọc cái báo này luôn mà không hiểu sao cái hình hờ nó lại lấy cái hình này. Là sao trời. Logic ảo ma vậy ba.
Bây giờ sao? Phải vô lại cái phòng này hay sao trời? Vô bị hù thêm lần thứ hai. Hình như nó có sự thay đổi. Ở đâu? Lá thư nè. Để mình đọc thử. Hương gửi mình, đã 2 tháng từ khi mình mang bầu, anh nhớ mình lắm. Thầy Tứ đã nói con mình sẽ là trai, chắc chắn nó sẽ là một thằng nhóc khỏe mạnh. Ông bà nội sẽ khoái thằng cháu đích tôn này lắm. Hết công chuyện, anh sẽ xin về ở với mình một thời gian. Hai má con giữ gìn sức khỏe nha, Hương mình. Cái phòng này sao dán bùa tùm lum mà hồi nãy con quỷ ma nó dẫn vô đây nó hù mình được vậy? Nó có mở luôn cho mình mấy cái này. Fuck. Giật cái mình thiệt. Dạ. Oh. Có vẻ như Hiếu bảo hút. Ai để cái ấm đun ở đây đây? Giờ này ai đốt hút đây? Hiếu bảo hút hả? Có một cái giả đây. Giờ đi kiếm thuốc. Thuốc ở đây. À, hái hút ở đây. À, chỗ mấy con quạ hồi nãy bay lên. Bây giờ phải giả hút trước. Rồi, có thuốc rồi. Nấu thuốc. Không biết nấu thuốc để làm gì. Quen. Trời ơi, sao mà dồn dập vậy? Má đang nấu thuốc luôn, quỷ ma nó nhào tới. Ủa là sao tự nhiên nấu thuốc xong rồi quỷ ma nó làm đổ cái chén thuốc của mình, xong rồi lấy được cái chìa khóa ở trong cái bình thuốc. Cái chìa khóa này để mở một trong những cái cánh cửa này đúng không? Ok. Trời má, nó có cái cầu tiêu cá rỉa ở đây à. Bồn cầu cá rỉa. Đây là toilet lộ hiên đây. Má bây giờ đi ẻ được không? Chứ sợ quá. Tính ra được cái con game này nó đi nhanh. Con game này nó cho phép mình đi nhanh hơn hàng chùm nha các bạn. Chứ mà chỗ này nó... Con gì vậy? Ủa? Có vụ này luôn á. Con này con gì á? Cái con gì nó mới sẹt ngang? Chứ cái chỗ này mà rộng quá mà không cho cái nút đi nhanh chắc chết. Chỗ này ban ngày chắc là đẹp lắm mà ban đêm thấy ghê. Mình đi một vòng quay trở lại nhà đúng không? Ủa là sao kỳ á? Nữa! Lại đóng cửa lại nữa. Đây là cái nhà trắng ỉm hay sao mà dán bùa tùm lum chơn. Nhưng mà dán nó cũng đâu có tác dụng đâu. Mà đi một vòng về nguyên cái bàn hờ dán bùa hết. Ai đóng? Ủa lộn, ai dán? Ok, là chị ma chỉ dán ấy. Chị ma chỉ dán bùa trừ tà các bạn à. Ok, có vẻ con ma nó bay ra đằng sau rồi. Hình như nó dọn. Nó bài trái cây cho mình ăn. Có vẻ như là ở đây hiếu bùa đúng không? Hiếu bùa kìa chị ơi. Ôi bây giờ nó chuyển sang 15 tháng 10 rồi nè. Nó nhảy xuống năm trước rồi. Hồi nãy là 1984, giờ 1983. Hồi xong mình vô cái phòng đó mình bị nó nhảy ra nó hù nữa. Các bạn đoán xem mình đi vô trong này có bị hù không? Một cái nâu em bé ở đây đúng không? À đây rồi, lấy được cái bùa. Một chén thuốc nè. Để mình coi cái này. Bùa sinh con trai. What? Bùa sinh con trai, bùa này cực kỳ linh nghiệm. Hay của thầy. Thầy của thầy. Chỉ truyền lại cách làm nó cho một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước và cho vợ con uống. Lại là mê tín dị đoan. Cái khúc này nó tự nhiên nó tắt nhạc nền các bạn. Chắc là đi ra bị hù. Má tao biết ngay. Ủa sao tự nhiên? Tôi nghe nó không có tiếng động gì hết là tôi nghi nghi rồi. Con ma giờ nó bye bye luôn hết trời.
cô. Mình không nghĩ là mình bị hù sớm như vậy. Thả con tao ra. Trời heo bà tự. Bây giờ chắc là phải đợi nó đi ra khỏi cái chỗ đó thì mình mới để đồ vô chén hút được. Để bùa vô chén hút. Kìa nó đứng kìa. Ok. Có vẻ như Hiếu Diêm. Bà mẹ nó, Diêm ở đâu? Hiếu Diêm hả? Diêm không biết là có ở ngoài nhà sau, đúng rồi, ngoài nhà sau. Mình nghĩ là mình nên đóng cái cửa này lại. Không đóng cửa lại được á. Ok. Ở đây có Diêm nè. Rồi. Vòng ra ngoài trước. Hình như nó chỉ bay vòng vòng cái trong nhà thôi, nó không bay ra. Nhưng mà hình như cái con ma này nó bị mù các bạn ạ. Tôi đứng sừng sững ở đây mà nó không rượt tôi, nó không dí tôi. Alo. Rồi ok. Đốt bùa. Được chưa? Ờ. Nhà mày ngày xưa xây trên mộ mã. Nhà mày ngày xưa xây trên mộ mã là cấm kỵ nha. Thầy Tứ đang nói bây giờ âm binh quấy phá nhiều quá. Bắt mày tiệt giống. Ở đình An Bình có một phương hút quý. Trừ tà chục vong. Lấy cho vợ mày uống, vợ mày mới có thể sinh con trai. Mình sợ cái tiếng nhỏ quá các bạn không nghe được cho nên là mình sẽ đọc. Ồ, bây giờ mình vô một cái ảo ảnh khác rồi đúng không? À, mới đi ghe vô chỗ này. Bây giờ chắc là mình đi tìm cái phương hút đó. Phương hút sinh con trai hả? Trời ạ. Mê tín vừa thôi, đàn ông đàn em mà không hiểu sao lại còn tin ba cái chuyện đó luôn á. Cái gì con mắt đỏ đỏ vậy? Wait what, cái con... Đứa nào? Ồ, hình như... À, cái chỗ này là cái chỗ tụ họp mấy con âm binh các bạn à. Mấy cái hồn ma, mấy con âm binh nè. Nó gặp mình tới nó chạy hết. À, đây mấy cái mồ mã cho nên là mấy con âm binh nó tụ họp ở đây. Tội nghiệp quá, mồ mã không để tên, không để hình gì hết. Trời ơi, tại sao đi tìm hút ở cái chỗ này? Xem xét. Ủa cái gì à? À mình phải vẽ sao cho ra cái hình này đúng không? Rõ ràng là... Rõ ràng là nó hiếu hình. À đây. À mình kéo qua bên đây được. À à à phía trên. À phía trên nó còn. Hèn chi mình tưởng nó hiếu hình không à. À, à mình dịch chuyển cái này chứ. Rồi à. Nó hiện màu xanh là đúng rồi đó. Rồi. Ok. Rồi. Đúng rồi. Ơ. Ơ, được rồi nè. Ok, cánh cửa đã mở. Qua đây. Ồ, oh, lại là nó. Oh my god, nó cứ đứng đó sao? Hello. Hello. Hi. Where are you from? You from Oh my god. Sorry.
Sorry. Ok ok ok. Ôi trời ơi. Ủa. Trời ơi, nó bay không lại mình nè. Bay không kịp tôi, dí không kịp tôi các bạn ơi. Ủa tại sao lại có cái chòi ở đây mà không có gì hết. Quá con ma bay là đúng chuẩn là chân không chạm đất các bạn à. Nhưng mà sao kiểu cái tướng nó hơi bị xấu xấu. Ủa cái này gì, sao đi qua được ta? Có khi nào cái này là cái cầu khỉ đi qua sông không các bạn? Ở dưới quê nó hay vậy lắm. À à đúng rồi. Trời má. Ôi cái khúc này được nha các bạn. Đi cái kiểu mà đi cầu khỉ vậy á, nó rất là một trải nghiệm khác. Ok. Đi chậm chậm ghê quá vậy. À, chùm khe quá nhiều các bạn à, chùm khe quá nhiều. Nó không, chùm khe này nó làm quá nhiều mà nó không có đúng cái lúc mà mình bất ngờ nhất ấy. Kiểu như hồi nãy mình cũng hơi nghi vậy. Tại thấy nó đi chậm. Chùm khe hơi bị nhiều nha. Ở đây lại thêm một con âm binh nữa. Thì ra mấy cái con đen đen mắt đỏ đỏ nãy giờ là âm binh. Mấy con đó chắc nó không có gượt mình đâu. Nó gặp mình là nó chạy. Ờ, đây có một cái cổng nè. Thôi xong rồi, tôi gặp cái này là tôi nghi giải đố rồi. Có vẻ như Hiếu cái mảnh bát quái. Đi qua đây tìm. Game này kiểu nó làm đơn giản các bạn. Tương tác đồ này kia nó cũng đơn giản thôi. Đây có một cái miếu. Ai lại cúng nguyên một cái nải chuối nhìn mà lem dữ vậy. Có bông ly nữa nè. Trời ơi, nải chuối rồi bông ly luôn. Cái chỗ quan tàn này mà cúng được vậy cũng hay lắm rồi đó. Trong đây có gì nè các bạn? Một cái miếu à. Ui gì vậy? Hết hồn. Ok, ở đây chắc là an toàn. Mà nó không dám vô cái chỗ linh thiêng này đâu. À cái này mình chê xếp gỗ ha các bạn. Kéo cái này lên không được hết ta. Mình sắp sao cho mấy cái mảnh gỗ này nó ngay hết hay sao. Lúc cái này vô dừa luôn nè. Ô oh. Ê tôi không biết sao mà mở ra được luôn á. Cái cục. À đây là cái mảnh bát quái. Phía bên đây nó có cái gì nữa nè các bạn. Ô oh. Ôi sao nó có nguyên cái cơ quan. Cái gì đây? Ồ, ở đây nó có thêm một cái cơ quan giải đố nữa nè. Mình thử mình đi qua bên cái cửa kia, mình gắn cái cục bát quái vô thử xem. Coi nó có gì không? Hiếu mảnh bát quái. Ừ, vậy là phải giải đố luôn cái khúc bên này luôn. Mình hướng cái cục tròn tròn này vô mấy cái hình này hả ta? Ok, ủa sao dễ quá vậy. Kiểu ok lấy cái này, kiểu không cần động não gì luôn á các bạn, làm theo trực giác. cái xếp gỗ hồi nãy cũng vậy nữa. Ok. Nó đốt lửa nguyên chỗ này ghê quá vậy. Thank you.
giờ chỉ cần uống cái thuốc này, thiên binh sẽ hiển linh hộ pháp, âm binh sẽ không tắc quái. Rõ ràng là nãy giờ mình đi một mình, mà không hiểu sao bây giờ vang lên tiếng nói của thầy Tứ. Rồi bây giờ lấy cái thuốc này để trừ mấy cái âm binh xung quanh cái nhà của mình. Theo như lời thầy nói là... Gần được rồi. Gần đi con. À đang đẻ rồi, vợ mình đang đẻ. Nữa đi con. Nữa đi con. Giỏi, nữa đi con. Gần đi con. Là con gái. Ô là con gái rồi. Trời ơi, con bé đẹp quá. Cái gì? Là con gái hả? Sao lại là con gái? Sao lại như vậy? Không thể được. Là con gái thì là con gái thôi, thì nuôi thôi chứ sao. Vãi thiệt. Cùng lắm thì mình sinh thêm một đứa nữa. Tại sao? Ồ, cái gì đây? Một cái chìa khóa nữa. À, bây giờ mình quay trở lại cái nhà, cái phòng của cái bà đó. Đừng nói đi ra gặp nữa nha. Bây giờ để coi thời gian của nó. Vẫn là ngày 15 tháng 10 1983. Ồ, cái cửa hồi nãy mình đi qua là đã được dán tấm bùa nè. Coi như là cái cửa này đã xong. À, 1, 2, 3. Tức là xong thêm 3 cánh cửa nữa là end game đúng không? Đây, cái lock màu xanh. Wow, có mấy con mùi nhìn ghê. Nghe tiếng gì vậy? Ồ, nghe tiếng em bé. Nghe tiếng em bé khóc. Đừng nói là hồn ma em bé bắt tôi nha. Ồ, lại. À, lại đi vòng qua cái nhà này thôi. Lại đóng cửa à. Ồ. Thôi nào. Đừng giỡn. 3Y. Ờ, một cái mặt mã gì đúng không? Có vết máu nè. À, kiểu mình vẫn đi vòng vòng quanh cái nhà này thôi, nhưng mà kiểu mỗi một cái cánh cửa là một cái mốc thời gian khác á. Đây, bây giờ nó trở qua cái 7 tháng 1 năm 1984 nè. Cái khúc này là có vẻ con mình được mấy tháng tuổi ta? Chừng 3-4 tháng tuổi gì đó. 3Y. À, cái đó là... À, cái đó là cái số La Mã hả? Không phải chữ Y. Ê, má mắc cái giọng. 3 La Mã. 3-1 La Mã. 3-1. 3-1-8-3. 3-1-8-3-2-4. 3-1-8-3-2-4, ok. 3-1-8-3-2-4-9-2. Nhiều quá chưa? Con mình đâu? Má hèn chi nãy giờ thấy cái nôi mà không thấy đứa con đâu. Bởi vì con ma nãy giờ nó cứ gượt mình, nó hỏi con tao đâu là phải rồi. Ủa sao? Trời má, cái mặt mã nó hiện chằng dằn lên trên tường luôn á mấy ba. Không biết nữa, thôi đi. 3, 9. Trời sao tự nhiên quên mất mẹ, trí nhớ kém quá. 8 xong rồi tới 2. Rồi 8, 2. Ok. Một chiếc lược ngà. Chiếc lược này chạy đầu cho ai? Ồ, sao cái cửa đóng lại? À. À, ôi trời ơi. Nó đưa tôi vô đâu nữa rồi? Hello. Hello. Ở đây là
cái chum khe này nó giống Devotion quá ha. Cái cách mà di chuyển từ cái phòng, từ cái nhà của mình mà từ năm này qua năm khác cũng lấy ý tưởng từ Devotion nữa. Ok, ra được rồi. Ủa là sao? Sao? Tự nhiên ngay khúc này cái game nó giật giật. Ở đây là đâu? À, một cái chòi, một cái liều khác, có một cái võng nằm ngoài chiêu chiêu nè. Vợ mày nó đang bị giông theo. Nếu mà không làm phép liền thì tao sợ vợ mày nó khó cứng bầu được lắm. Vậy lạ là giông heo à? Làm gì hả thầy? Vậy con phải làm sao? Con muốn có một đứa con trai để nối dõi. Vợ mà không có bầu được nữa thì biết phải làm sao hả thầy? À, bây giờ đẻ đứa con gái rồi, bây giờ khó có con tiếp. Hơi bị khó mang thai. Lương thiện, chắc chắn thần linh sẽ phù hộ. Em lại thầy Tứ à, em lại thầy Tứ. Để thầy ráng làm phép giúp đỡ hai. Để thầy gán, thầy gán đi. Đây, cứ làm theo cách này. Mà nhớ, đừng có cho vợ mày biết nha. Vợ mày nó cần nghỉ ngơi, đừng có để cho nó lo. Ừ, em ghi nhận, em hết sức là ghi nhận cái công sức của thầy Tứ ạ. À, chịu. Đây là nhà của ông thầy Tứ các bạn. Thật nhi quỷ cao miên cổ quốc, binh lửa muôn năm, dân oán hấu trời, có vị quân chủ tu luyện là pháp lùng bắt cô nhi uống máu ăn thịt, sau khi bị oán linh chi phối tẩu quả nhập ma, chuyển sinh hành tà vật, hình trạng quái dị, da thịt thúi nát, không chân không tay, đi trong hư không, lùng bắt con nít mà ăn. Dân gian gọi là hực nhi quỷ. Hực nhi quỷ hoành hành mấy năm, mấy trăm năm, ăn thịt nghìn người. Sau ở Cấm Sơn có vị pháp sư tìm đến hưu phục, từ đó dân gian không thấy nữa. À, tức là có một cái con quái vật tên là hực nhi quỷ, nó chuyên là bắt mấy đứa con nít nó ăn thịt. Ồ, nhà thầy có sách luôn nè các bạn. Nhà thầy đầy thuốc và đầy sách. Thầy có mấy cái hảo dược hay hay quá ha. Hóa giải vong theo. Kỷ vật của người mẹ mới sinh con. Mâm đồ cúng. Kỷ vật hả? Mâm đồ cúng ba nén nhang. Bắt buộc phải dùng con dao đã được tẩm hằn dược của ta. Lấy ít máu của đứa bé cho vào chén cúng. Nó sẽ giúp cả đứa bé và nghi lễ được thần linh bảo hộ, hành tâm cầu xin thánh thần. Vì là tìm một mâm đồ cúng, ba nén nhang với một con dao đã được tẩm hằn dược. Rồi xong rồi lấy chút xíu máu của em bé xịt vô. Đây là một cái mật mã nữa. Mình cần phải tìm cái mật mã này. Có một cái nhà. Cái nhà gì mà bắt cái thang đi lên đây? Giống mấy cái nhà ở trên cao nguyên quá ha. À, nó bị xích. À đây, nó có... À đây, nó có hiện ở trong cái tài liệu cho mình nè. Hóa giải đây. Nó có hiện ở trong cái tài liệu luôn chứ. Đầu tiên là cái hình xoắn. Xong tiếp là cái hình có con chim. Rồi. Đầu tiên là cái hình này, xong rồi tới cái hình này. Xong rồi hình này. Rồi đây, ra nè. Rồi, có chìa khóa mở cái nhà ở trên. Ủa sao nó dễ quá ta? Kiểu nó hiện ra hết rồi đấy. Mình chỉ cần để ý thôi là mình thấy rồi. À, đây là nguyên cái bàn cúng. À, cái bàn cúng của ông thầy Pháp. Đây, hồi quan huyết ảnh. Lục đạo chúng sinh, vì chỉ có nhân loại vào thời khắc cận tử là có khả năng hiển lộ hồi quan. À, hồi quan phản chiếu á các bạn. Phàm là người nhân đức hay tu đạo, an yên buông bỏ trần thế sẽ thấy hồi quan ngũ sắc, mục thị cuộc đời một lần nữa trước khi vãng sinh về trời. Những người vắng số
thác oan ở nơi ô trượt, mang chấp niệm u uất mà chết, sẽ tạo hồi quang huyết ảnh, một hệ cái chết bản thân hết lần này đến lần khác. Thời không này nằm ngoài tam giới, oán khí ngập tràn nên thu hút yêu ma tụ hợp. Nếu oan hồn cảm nhiễm ma tính, luyện hành huyết quỷ sẽ mang uất hận đầy vò, dày vò chút vào người vô tình, vào huyết ảnh. Đến khi oan khuất được giải bài, huyết ảnh tiêu tan, quỷ sai tìm bắt về địa phủ mới dứt được nợ trần. Dĩ ha. À, hóa ra mình tới đây chỉ để lấy con dao. Con dao này đúng là nó rồi. Ủa tại sao lại là giọng nữ nữa rồi? À, quay trở lại hiện đại rồi nè. Sao hai vợ chồng đó tin ông thầy quá hả ngoại ha? À, nãy giờ bà ngoại này là đang kể chuyện cho mình. Xóm làm phép cũng linh nghiệm lắm, ai cũng nghe theo rầm rắp hết á. Thì ra nãy giờ là vừa ăn cháo vừa nghe kể chuyện, má đúng phê. Phê còn hơn là coi Doraemon nữa các bạn. Tối hôm đó má ngoại kể chuyện cho như đúng rồi. Nửa khuya đi làm về ăn cháo lề đường mà còn được ngoại kể chuyện, quá phê, quá thú vị. Chẳng yêu trừ tà, chẳng yêu trừ tà, nơi có nhiều tà khí, ma quỷ hoành hành, cần xin hầu linh ban phước bảo vệ trước khi thực hiện lễ nghi, nếu không ma quỷ quậy phá tức đoạt sinh mệnh. Một chiếc lược còn hiếu, mình lấy được chiếc lược rồi. Còn gì nữa? À, bên kia cũng có một cái bàn miếu nữa. Ồ, khúc bên này nó tới 3 ngã luôn nè các bạn. À, 4 ngã. Mình đang ở đại lộ Đông Tây ấy. Đi qua bên đây. Ồ, có, thôi xong, có chỗ trốn là sẽ bị gượt rồi các bạn. Lần hồi con ma nó dí mình nữa đúng không? Nãy giờ là đâu cần trốn đâu, bây giờ có cái lưu cho trốn luôn là hiểu rồi. Trời má, mình mới có hấp nhang thôi mà sao bị bắt rồi là sao? Khoan, có thể là mình phải hấp đúng thứ tự các bạn à. Mình hấp sai thứ tự là mình sẽ bị nó bắt ấy. Từ từ, cái tài liệu này nó phải có cái gì đó. À, bắt đầu từ cái màu đỏ, đỏ cam xám, xanh dương, xanh lục. Rồi, đỏ cam xám, xanh dương, xanh lục. Vậy là bắt đầu từ cái màu đỏ trước mấy ba ơi. Má, không được hấp tào lao, hấp tầm bậy tầm bạ là bị nó bắt. Rồi nè. Con lại thiên linh thần. Con là ai thiên linh? Con là ai luôn? Đó được chưa? Màu đỏ tới màu cam nha. Chính xác rồi đó. Con không trừ phát nào nha. Tướng phù hộ cho con. Rồi tới màu xám. Màu xám xong tới xanh nước biển, xong tới xanh lục. Ok. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Ai mà lập một cái bàn cúng kiểu năm ngã như này. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Rồi đấy, cuối cùng. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ con. Xong đúng không? Giờ chỉ việc quay trở lại cái đền chính này thôi. Khấn. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Ồ. My god. Xem xét cái gì đây? Cổ trùng tắc xác. Cổ trùng tắc xác là một dược liệu hiếm pha loãng với nước,
chuyên chữa những căn bệnh nan y, tuy nhiên phải sử dụng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được dùng cho phụ nữ và trẻ em, chỉ được dùng một cái lượng nhỏ hòa vào hòa vào trong máu, cũng có thể khiến đối tượng tử vong. Hòa vào trong máu mà cũng có thể khiến tử vong, ghê vậy trời. Cái gì mà sao cúng hai cái đầu lâu là sao trời, ghê quá vậy. Luyện âm binh thiên tướng, trời ơi, mới nhìn thôi là đã biết kiểu ma thuật rồi, kiểu nó không lành mạnh rồi mà không biết sao vẫn tin nè. Luyện âm binh thiên tướng, hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người hăng hít, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng hèm miệng khát, áo cơm quần rách, vắt vưởng về đâu, hồn hãy khai mau mau, heo hài chịu lệnh, không còn nhang lạnh, hãy cúng áo quần, hãy cúng cơm canh, hãy cho vàng bạc, hồn hỡi hồn, về nơi hài không còn vất vưởng, về với hài có bạn âm binh. Trời ơi, làm thơ à. Chết rồi, ông thầy sắp vô, kiếm chỗ trốn thôi. Trốn. Ủa, có vụ này luôn á. Mình lẻn vô nhà ông thầy. Linh, địa linh, pháp thời các quản linh. À, vậy là bà vợ lẻn vô nhà ông thầy. Binh ngũ quỷ lai, đao dự đao thử pháp thời khai, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh. À, cái ông này, ổng đang dụ ông chồng. Dao này, chỉ một vết xước cũng khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. Ổng đang muốn hại hai vợ chồng mình. Không cần ta phải ra tay. Ủa là sao? Trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta. Cha nội này bà đặt dụ ông chồng là uống thuốc này nọ thì có con trai, nhưng mà thật sự là đang muốn hại chết đứa bé. Mình phải ngăn anh Nam lại. Không được rồi, mình phải ngăn chồng mình lại thôi. Chồng mình nó bị ngu rồi, nó quá ngu rồi, mình phải ngăn cản nó lại thôi. Chồng với con. Đó. Trời ơi, đây là anh Nam đó sao? Anh Nam ơi, anh tỉnh lại đi anh Nam. Chịu đau xíu nha con. Trời ơi, anh Nam ơi, anh Nam. Đừng có cản anh. Mình từ từ nghe em nói, đừng giao cho em. Anh ơi. Mình có sao không? Anh xin lỗi. Giao con được. Con. Ok. Trời ơi, anh Nam ơi, anh Nam, sao anh lại làm vậy với mẹ con em? Rồi xong, anh Nam mắc vợ luôn mọi người à. Lại là cái giấy trắng quỷ nè. Nhân gian tương truyền, thực nhi quỷ xuất hiện ở đâu, tai họa xuất hiện ở đó. Do luyện hành chú phép thuật mà hành, thích ăn tiểu nhi, cần bùa chú ngũ hành để ngăn chặn. Ở đây nó có mấy cái lá bùa. À, mình lấy mấy cái lá bùa này các bạn. Mấy cái lá bùa này có tác dụng gì? Mình nghĩ 5 cái lá bùa này sẽ gắn vô từng cái miếu. Ồ, nó bị chặn lại chứ. Ồ. Một cái tượng rồng mà. Ủa sao nó có mấy cái tượng rồng xung quanh đây ta? Lấy mấy cái tượng rồng này ra hết. Oh my god. Oh my god. Ủa má là sao ba? Ê. Ôi trời ơi, nó có một cái con ơi. Ôi, nó có một cái con quỷ mới các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ à, đúng là mấy cái lu này nó làm không phải là vô dụng các bạn à, nó có tác dụng. Tôi tưởng đâu làm để chưng. Trăng tròn vành vạnh, hãy cứu tôi. Hình như cái con này là cái con quỷ mà chuyên đi ăn thịt mấy đứa nít đó các bạn. À, sai rồi.
Mình... À hiểu các bạn ơi, mình phải làm đúng cái thứ tự của nó mới được. À tức là cái thứ tự này nó đổi rồi các bạn ơi, không có giống như hồi nãy nữa, là màu đỏ xong tới màu xám, màu đỏ xong tới xám xong tới xanh lá rồi mới... Mình tưởng đâu giống cái thứ tự hồi nãy, bởi vì bị lộn nè. Đỏ xám lá cam, đỏ xám lá xanh biển. Ok nữa hả? Đồ ngu. Màu đỏ. Rồi đó, màu đỏ tới màu đỏ rồi tới xám. Đối diện. Cũng còn may là cái chỗ này nó cũng tương đối là nhỏ, chứ có lớn lắm. Ồ, màu xám xong rồi tới xanh lá. Ok, xanh lá xa lánh. Oh. Ok. Mà đúng mù luôn các bạn. Mà đúng mù luôn. Mặc dù mình nhảy vô cái lưu trước mặt nó mà nó vẫn gọi là coi như không thấy các bạn à. Đây, màu xanh. Fuck. Nó cứ sắn ngay cái khúc này à. Kìa. Thôi đi nha. Rồi. Thôi đi nha, thôi. Qua kia đi. Rồi, ngoan. Qua kia. Cuối cùng là màu xanh nước biển. Xanh nước biển đây. Rồi xong. Khấn cái này. Ô. À. À, quay trở lại cái quang cảnh. À rồi, quay trở lại cái nhà của mình rồi. Tìm lại được cái di ảnh của chị mình chưa ta? Vẫn là ngày 7 tháng 1, 1984. Vô đây lại xem. Ồ, cái cảnh vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. À, vậy là tìm được thêm một cái... À, vậy là tìm được thêm một cái chìa khóa này. Rồi. À, bây giờ chúng ta có thể tiếp cận được cái nhà hồi nãy. Ồ. À. Chắc tao giật mình. Xung quanh cái khu nhà này hay không có nhà bà con hàng xóm gì trơn trời. Toàn là cây với cây thôi. Ở sợ ma muốn chết. À đâu, rồi, lại vô cái nhà của mình nữa. Rồi nó chuyển cảnh nữa rồi đó. Chắc là sẽ qua một cái năm khác nữa. Cái khúc này chắc Mấy cái tấm bùa nãy giờ mình tìm được. Sao ở đây nó có một cái con rồng bị ngã? Sao cái con này có mình nó bị ngã vậy? Mình không có lật nó lại được hả? Ơ, cái tấm hình của chị mình đây nè. À, rồi quay trở lại hiện tại đúng không? À đây rồi. Quay trở lại cái ngày mà đầu tiên mình vô rồi nè. 13 tháng 3, 1984 nè. Mà cái cửa này bị khóa nha. À đâu, à đây, nó có thêm một cái căn nhà, một cái gian nhà khác nữa. Oh. Bùa không vậy? Nhà gì toàn bùa. Ồ, oh, sao? Nó có ba ngã. Mình nghĩ mình phải đi cái ngã màu đỏ này trước. À rồi. Thôi được rồi, bây giờ phải coi lại mấy cái tấm bùa này rồi. Đây, bắt đầu từ màu vàng, vàng xong tới xanh. À, gì là vàng, xanh, vàng, đỏ, xanh. Rồi. Mình tưởng đâu là cái lá bùa màu đỏ là bỏ. Vậy là vàng, xanh, vàng, đỏ, xanh. Vàng, xanh. Vàng,
đỏ, xanh. Ừ, rồi ok, đúng. Đơn giản. Rồi lấy cái chìa khóa cuối cùng đúng không? Đi ra thôi. Chìa khóa cái cửa sau nhà mình, cái cửa cuối cùng đây. Vậy là mình đã phá đảo xong ba cái cửa. Cái cửa này hơi bị dễ nha. Ủa? À cái này, nhầm. Cái này là cái này là chìa khóa phòng chứ không phải là cái chìa khóa cửa. À cái dao. À cái hộp. À cái dao đây nè. Hộp. Ồ. Kéo xuống vậy hả? À bây giờ mình phải giải mã cái này rồi, giải đố cái này rồi. Mình chơi lật xu các bạn ơi. Tức là mình phải lật sao cho nó ra hết mấy cái màu trắng. Rồi tiếp theo là kéo cái màu đỏ này đi. À, nó lại đúng. À, mình phải nói. À, nói lại đúng không? Trời. Ồ, nó dễ. Rồi. Rồi, cái cửa lại bị kẹt. Ôi, nó đập cửa, nó đập cửa các bạn. Mình... Cái cửa bị kẹt rồi sao ra? Chui cửa sổ được không? À mở được rồi. Hồi nãy nó đập cửa cho nên là không mở được. Rồi, đi ra đây luôn. Rồi, cái cửa cuối cùng nha. Ok, game nó làm tương đối là cũng khá đơn giản các bạn. Hình như nếu như mà mình nhớ không lầm á, là cái giá hiện tại mua trên Steam á, là 74k. Đó là cái giá sale mới ra thôi, chứ mà vài bữa là nó sẽ bán chín mấy ngàn á. Cao hơn hàng chục hay sao á, nếu như mình không nhầm nha. Game này khá là đơn giản các bạn à. Chơi nó easy. Nó rất là thích hợp với những người mà kiểu mới. Ok, để mình đọc. Hôm nay là 49 ngày của chị Hư. Anh lo cúng bái xong hết rồi. Đứng trước di ảnh của chị mày, anh không thể nào quên được cái đêm đó. Ám ảnh của anh vẫn còn. Anh không thể sống với cái tội lỗi này nữa. Xin lỗi chú mày. Nhờ chú mày trông nom bé Lan. Hy vọng ở thế giới bên kia chị Hư sẽ tha thứ cho anh. Rồi ok. Rồi mình hiểu rồi các bạn. Mình hiểu vì sao mà đầu game nó lấy cái hình ở trên báo, nó làm cái di ảnh của chị mình, là mình hiểu rồi. Tại vì cái sự kiện thằng này nó về thăm quê là nó xảy ra sau khi mà bà Hư bà chết. Cho nên là nó không có gì bất ngờ ấy. Mình tưởng đâu là Ok man. Chị Hư đây nè. Ôi chị Hư ơi. À, em mang con tới cho chị đây chị Hư. Trời má, trời sáng luôn. Là sao mình về mình cúng giếng hai anh chị mình. Mà kiểu giống như là mình bị lạc vào trong một cái cõi mộng. Rồi mình đi phiêu lưu nguyên một đêm luôn. Rồi bây giờ trời sáng. Ủa gì là hết game ta? Game quá ngắn các bạn à. Game nó làm tầm này nó cũng ok. Nhưng mà hơi bị ngắn nha. Game này chắc tầm mà đi mà kiểu không có dừng lại đọc tài liệu này kia, kiểu speedrun á, chắc chưa tới 1 tiếng chơi xong. 1 tiếng quá, nó quá lắm lần 1 tiếng á.
Nó làm ngắn quá các bạn à. Vậy là hết hả? Sau đó đứa con gái của Nam và Thư được Minh nhận nuôi. Còn lão thầy biến mất không rõ tung tích. Thấy thương quá ha. May quá đứa con vẫn còn sống. Khuya rồi, con đi về nhé ngoại. Hôm khác con lại ghé ăn nha. Thì ra bay đi về cẩn thận. Nào rảnh ghé bà kể chuyện tiếp cho nghe. Dạ, tôi ngoại con đi. Ủa? Ê, cái bà này có biến thức. Oh no. Ủa ngoại ơi, ngoại bán cháo hành hay là ngoại bán cháo gì mà sao ghê vậy? Oh my god. Ok thì ra cái bà già kể chuyện cũng có biến các bạn à. Game này mình thắc mắc là sao nó làm ngắn quá, người ta chơi chưa tới 2 tiếng là người ta có thể phá đảo được con game này rồi. Kiểu chơi xong người ta chắc là người ta sẽ refund lại hơi nhiều ấy, tại vì phá đảo nhanh quá các bạn à. Game nó quá đơn giản, mấy cái câu đố nó hiển thị trước mặt mình luôn á, kiểu mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Và ok, nhưng mà mình vẫn rất là ấn tượng bởi cái màn mà con ma mà đầu tròn tròn ấy, cái con ma gượt mình ấy, mình thấy khúc đó cũng khá là hay, ngoại trừ cái khúc đầu hơi bị chim khe hơi bị nhiều thôi. Và cái tiếng mưa, cái tiếng sét đánh môi trường nó hơi bị lớn hơn so với cái giọng nói của nhân vật. Ok, thì đó là cái quan điểm ý kiến của mình, chỉ có nhiêu đó thôi. Mình không có đủ chuyên môn để phân tích thêm nữa, cho nên là chỉ nhiêu đó thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy cỏ máu như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần comment. Và nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.